cho các bạn hai tập thơ Tình Anh Như Thế Đấy và Khi Yêu Em của Kim Vũ, là những tập thơ tình rất đặc biệt, không giống bất cứ một tập thơ tình nào từ trước đến nay, và có lẽ từ nay về sau cũng không ai theo kịp bước chân của Kim Vũ. Tôi không muốn nói đến cái hình thức làm gì, nhưng mà mặc dù cái hình thức này cũng rất đặc biệt, các tập thơ thường chúng ta thấy thì đều in bằng mực màu đen, nhưng mà tập thơ này thì Kim Vũ lại thay mực cho vừa màu áo tím. Theo thường tình, thơ đến với mọi người ở tuổi đôi tám, có thể sớm hơn vài năm, có thể trễ hơn vài năm. Ở tuổi ấy, ta bắt đầu biết thế nào là nhịp đập rộn rã của con tim. Nếu vào tuổi mới nhớ đây, ta không có cơ hội nào để xúc động vì tình để trở thành thi sĩ. Tâm hồn con người đó được coi là khô khan hay là thực tế quá, không biết mơ mộng viển vông, vì không bao giờ thấy chết ở trong lòng một ít. Bình thường là như vậy. Nghĩa là một người làm thơ thì thường làm thơ ngay từ khi còn nhỏ, từ khi biết tương tư, từ cái tuổi mà các cụ gọi là tuổi dậy thì. Kim Vũ không ở trong đám bình thường chúng ta. Coi như gần trọn cuộc đời, ông không hề để ý đến thi thơ. Bỗng một sáng một chiều, vào năm 60 tuổi, gặp người đẹp, tạo nên mối tình đầu say mê đắm đuối. Mối tình thắm thiết đến nỗi làm cho trái tim 60 sắp sửa tê liệt. Ông sống với hạnh mạnh mẽ như một người hồi xuân. Và cái đã thiếu niên 60 tuổi ấy bỗng trở thành thi sĩ, viết những dòng thơ say đắm chưa từng thấy trong lịch sử thi ca nhân loại. Chính Kim Vũ cũng ngạc nhiên về mình. Ông không ngờ vì tình lòng mình cũng biến đổi mãnh liệt đến như thế. Ông hỏi người yêu như thế này: vậy hả em, tình yêu thay đổi cách anh cảm nhận cuộc đời. Chỉ cần một phút bên em thôi, quả em thật tài đến thế kia. Em tài đến thế kia, em đã thay đổi được đời anh. Anh không biết phải đáp lại tình em như thế nào, đành chỉ biết cảm ơn em mà thôi. Đây là lời cảm ơn của Kim Vũ. Cảm ơn em yêu quý, Valentine của anh. Tình yêu sao đẹp thế, như viên ngọc biếc xanh. Tình của anh cho em, tình của em cho anh, của đôi tim hòa nhịp, của ước mơ đang thành. Cảm ơn em yêu quý, Valentine của anh. Từ đây và mãi mãi, em người tình riêng anh. Trong tập Tình Anh Như Thế Đấy có 28 bài thơ về đủ mọi đề tài thông thường như bất cứ một tập thơ nào. Nghĩa là có anh, có em, dĩ nhiên rồi. Có ngày xưa, có bây giờ, có buồn, có vui, có thương, có nhớ, có sáng, có chiều, có đêm, có ngày. Có mây, có gió, có mưa, có sương, có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Đủ hết, không thiếu một vị nào trong cuộc đời cả. Nhưng mà nếu chỉ nhìn cái mục lục thôi thì ta thấy lên, bởi vì cái mục lục in đầy đủ những chữ đó. Nhưng mà đọc kỹ từng bài, ta mới tá hỏa tam tinh khi nhận thấy tất cả cảnh vật chỉ là cái cớ để nhà thơ nói về mình và nói với nàng.